Ok chào anh em à, hôm nay là gửi cho anh em ít cây cần câu nha anh em. Thì đa phần cái clip này mình lên sẽ là những cây cần mình thanh lý nhá, giống như cây số 1 nè, 100 gửng nè, đó. Đây thì có cây 2m4 này thì chắc 200 gửng gì đó. Bên đây là hai cây này là hai cây dây trong nha anh em, hai cây dây trong 3m. Lần trước có một số anh em đặt nè. Ikeda này mình cũng thanh lý luôn 300. Bên đây thì mình sẽ bán thanh lý, bán phôi, bán khoan nhá. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cần cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em cứ gửi qua cho shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, thì gửi cho anh em cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Olympic. Thì đây, cây một cây Olympic, cây này là một cây phíp đỏ như này, phíp đỏ Hechi cái máy chèo. Khoen là khoen Fuji. Bát sẽ là bát Fuji Japan nhé. Cái này là đẹp. Thì cái này 1m8 hai đọt nha anh em, 1m8 hai đọt đó. Càng có ok, hàng nó đẹp đó. Cái này thì dạng chiêu của cho anh em là câu tôm, câu trên ghe trên bè nhé. Thì cái này bị gãy đọt nha anh em, gãy đọt. Hai đọt này thì một đọt nó cứng ra tầm khoảng 10, một đọt cứng ra tầm khoảng 15 đó. Anh em nào có về có rubber thì lắp vào câu ngon lành. Phèn ok hết nha anh em, phèn kêu ok, phôi ok hết, chỉ có gãy đọt thôi. Nên mình bán thanh lý về cho anh em thợ là anh em làm nhé. Thì cái này 1m8 nặng 134 g, đọt 1 ly với 1 đọt, 1 đọt 1 ly với đọt 0.9 nha nè. Rồi cây số 1 giá là 150 nha nè, 150 cộng xếp cây số 1. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 cũng dạng thanh lý luôn. Cây số 2 là một cây cần carbon nha anh em. Đây, pho là pho carbon. Phen là phen loại xám nha anh em, phen hãng nhé. Phen thì nó bị ra tên thế này nè, như mình kiểm tra rồi nha anh em, tất cả phen ok hết nha. Bát là bát hãng nè. Phen này thì nó dạng nó phen gon đó nè, nhưng mà nó mạ lớp gon mỏng rồi, nó bị ra tên hết rồi. Đó. Nhưng mà cái lớp sứ ở trong thì còn bóng lưỡng nha anh em, không lỗi lầm gì nha. Câu kéo bình thường. Thì cái này một cây cần dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 cứng 50, về cho anh em về câu lăn xê nha anh em. Câu lạc quạt gì chơi. Cái này về cho anh em nào mới tập câu á, mà anh em đánh mà dạng muốn câu cần bền khỏe, đây, đây một cây lý tưởng nha. Cái này thì rất là bền nha anh em. Thì cái này cứng 50, dài 2m7, nặng 310 g, đọt 2 ly. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 250 nha anh em, 250 cộng ship. Cái anh em nào về câu cá cha, câu ngâm, câu lăn xê thả ga luôn đó. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 gửi cho anh em một cây phíp đỏ nha anh em. Đây phíp đỏ cần còn khá ok nha anh em, tương đối mới, phen hãng nha anh em, phen hãng bách hãng đó. Cần màu đỏ khá là bóng lưỡng nha. Cái này sản xuất tại Korea. Cái này dài 2m1, đọt thấp đọt đặc nha anh em, đọt thấp đọt đặc. Đây. Thì cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 30-50 nha anh em, tầm khoảng 30-50 cho anh em câu ngâm, câu lăn xê, câu cá cha, cá chép, cá chim ngon lành nhé. Đây. Đây. Tên đây. Ngon lành nhé. Rồi giá công khai cây số 3 giá là 180 nha anh em, 180 k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 này gửi cho anh em vẫn một cây cần chất liệu là chất liệu carbon nha anh em. Đây vòi carbon nhé. Phen là phen xít nhưng mà dạng phen hãng nha anh em, chứ không phải là Fuji đâu. Vẫn là một cây cần màu đỏ. Đây, cán 3 khúc. Bát là bát Fuji luôn nha anh em, bát Fuji. Phen là phen xít. Càng rất ok nhé. Thì cái này cứng 30, dài 2m1 nha nè, cứng 30 là 21. Đây carbon gold này anh em. Đó. Bu của nó sẽ là bu Fuji nha nè. Đây. Cây này mình bán thanh lý luôn. Cây này sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật, Vincorp. Tổng thể ngoại hình tương đối ok, sạch đẹp, không có xây sắc nhiều. Rồi giá công khai cây số 4 giá 200 nha anh em, 200 cộng tiếp cây số 4.
Thì cái này dài 2m1, nặng là 198g, đọt 2 ly, giá 200k, cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho anh em là một cây cạn dạng khoen lua nữa anh em. Ok, khoen lua. Coi chất liệu này là chất liệu coi. Cây này giống carbon quá anh em. Tika. Cái này thì mình không biết carbon fit nha anh em. Cái này bó tay không biết. Đó, cái nào không biết thì báo anh em không biết. Đây. Tôi ngoại hình còn tương đối đẹp nha anh em. Đó. Đây. Fan sheet nha anh em, fan sheet mà dạng fan hãng nha, chứ không phải Fuji. Đó. Bắt thẳng luôn. Đó. Thì cái này dài sẽ là dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Đó, phèn là phèn lua. Thì nặng sẽ là 209g, đọt của nó sẽ là 2.5 nha anh em, nặng 209g, đọt 2.5. Nếu cái này lua thì cái này nó sẽ tải mồi ra tầm khoảng 30-35g nha anh em. Đó, cũng tương đối cứng. Cái này về cho anh em tính giá thật cũng được. Ok. Đó. Câu lặt quặt ngon lành, câu ngâm, câu lăn xê. Tổng thể ngoại hình còn đẹp nha anh em. Tên của nó đây, Tiga. Rồi, giá công khai cây số 5, giá 250 nha anh em. 250 cộng ship cây số 5, một cây cằn luôn. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 gửi cho anh em là một cây cằn chuẩn quầy cho luôn nè anh em. Đó, cây lua. Thì cây số 6 gửi cho anh em là một cây Ocean. Đây, Ocean lua nha anh em. Thôi carbon nhá. Carbon chắc khử luôn, sẵn đẹp. Thì cái này nó dài 2m7, nó lua từ 15 đến 50g, lai từ 8 đến 17 lb. Đó. Thì cây này thì trong lô về mình bán thanh lý luôn. Đó. Cái gốc này là gốc bằng nha anh em, gốc bằng họ chưa bóc cái lớp ni lông ra nữa nè, còn rất là đẹp nha. Đó. Vòi sẵn nè. Đó. Phan là phan hãng nha anh em, phan là phan hãng nha, phan ship nha anh em, phan ship hãng. Đó. Có bị ga ten nè, nó thấy không? Nói chung là cần ga ten thì bảo cho anh em ga ten thôi. Đây, phôi đẹp nha, phôi đẹp. Bát hãng luôn. Được cả là phôi ok. Nha anh em, coi đây. Buông chống sắn, buông hãng luôn nha anh em. Đó. Ok luôn nha. Coi cái này họ làm sắn ít, ok, nhìn thấy góc này ưng con mắt. Đó. Khá đẹp. Thì cây số 6 này thì dài 2m7, nặng là 230g, đọt là 1.6 ly. Đó. Rồi, giá công khai cây số cây số 6 giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho anh em là một cây cần he chi, một cây he chi. Phôi là phôi dạng phíp nha anh em, phôi phíp. Anh em thấy cái này thì giống carbon pha thôi. Phôi phíp nha nè, cái này phíp. Thì đây một cây he chi hai đọt nha anh em, he chi hai đọt. Một đọt cứng là 80, một đọt cứng là 15-20. Đó. Bát của cần là bát Fuji FX6, bát Japan nha anh em. Cần thì tổng thể còn đẹp nhá. Đây, fan là fan Fuji. Tổng thể đẹp. Đó. Ngon lành. Bù Fuji luôn. Cái này về cho anh em nào câu chinh da, chinh bè, chinh thuyền, dạng anh em câu cảm giác nè, câu cá hanh, cá cháp, và anh em câu tôm, câu cá trắng, cá mè dinh, mè dảnh. Ngon lành nhá. Mấy cái này câu rất là cảm giác luôn, cần tổng thể còn đẹp. Thì cây số 7 dài 1m8, nặng 124g, đọt 1.3 ly, độ cứng sẽ là 80, đọt 1.4 ly, độ cứng sẽ là 10-15 nha anh em, 15-20 nhé. Rồi, giá công khai cây số 7, giá sẽ là 300 nha anh em, 300 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 thì gửi cho anh em là một cây cần dây trong nha anh em, một cây dây trong. Đây, một cái dây trong của hàng Daiwa nha anh em. Daiwa. Đây, một cái dây trong Daiwa.
cần xây xác rất là nhiều như nè, còn có xây xác bát là bát đai qua, và đây một cây cần đai qua hàng của Nhật sản xuất anh em, Mensipen đó. Thì cây này độ cứng nó rất là cao, cây này thì nó đọt của nó sẽ là đọt số 4 và dài sẽ là 5m2 nha em, đọt số 4 dài 5m2 đó, cho anh em về săn hàng nhé. Phen phôi thì đảm bảo với anh em là chuẩn hết nhé, không lỗi nha anh em. Phục si chung là phôi này chuẩn đẹp đó. Chung là xây xác thì vẫn có xây xác thôi, nhưng mà dạng dập bể không thôi, nứt gì không có nha anh em, đảm bảo với anh em luôn. Rồi sẵn rất là đẹp đó. Chung là xây xác thì vẫn có thôi, không tránh được đó. Sẵn rất là đẹp nha anh em nào. Câu thể loại mà dây trong ISO nè, đây đây một cây cần khá là cứng nha đó. Đó, đây sẵn ok đẹp nha anh em, thì ngoại hình thì vẫn có xây xác nha, góc đây đó. Cái này rút ra tương đối thẳng nha đó. Thì cây số 8 này thì nặng là 380g, đọt của nó sẽ là 3.7 ly, giá công khai cây số 8 giá sẽ là 400 nha anh em, 400k cộng tiếp cây số 8 đó. Ok, đai qua ISO dây trong hàng Nhật đó, chỉnh Nhật luôn. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 gửi cho anh em là một cây hàng của hãng Nissin nha anh em, một cây Nissin đây. Hàng Nissin này thì rất nổi tiếng này, hàng nội địa nhé. Thì đây vẫn là một cây dây trong nha anh em, cây dây trong thì cái này cứng 20, dài 3m, bát là bát Fuji Japan, lỗi phen dẫn của nó là phen xít nha anh em, bu là bu xít luôn đây nè. Tổng thể ngoại hình còn tương đối đẹp nhé, đây đọt nó đẹp nha anh em, đẹp ngon lành, rất là đẹp. Anh em nào chơi có thể loại dây trong này nè, dây trong dài cứng 20, dài 3m, đây đây lựa chọn người lý tưởng nhé. Cây 3m này cứng 20 này thì anh em về nếu làm lại cần tay thì anh em câu cá chê, cá rô đồng, cá phi thì ngon lành, rất là ngon. Mấy cây này rất là chắc tay nha nè, rất là chắc tay, độ cứng mà nếu đổi ra cần tay thì cây này nó rơi tầm khoảng 5h 6h, tương đối cứng, rút ra thẳng nha anh em, rút ra thẳng băng luôn nha. Nissin hàng Nhật, rút ra thẳng băng luôn. Thì cái này dài 3m, nặng 180g, đọt 2.1 ly. Rồi giá công khai cây số số 9 giá sẽ là 500 nha anh em, 500k cộng tiếp cây số 9 nha. Phôi đẹp nha anh em, phôi đẹp. Thì cái này đọt 2.1 ly, giá 500 nha nè, cây số 9 giá 500. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 gửi cho anh em là một cây cần Marin đó. Thì cái này được mấy anh Nhật độ cái độ thêm cái lông gốc này nè cho nó dài á, họ lấy cái một cái đoạn mà cần tay họ chập vô cái đít này nè đó. Thì anh em không thích thì anh em dặn ra nhé, dặn ra bỏ, thì mình thì để sao mình để quậy cho anh em đó. Anh em không thích thì có thể dặn ra nhé. Thì cái này theo chuẩn của nó thì nó vẫn là cứng 20 dài 3m nha anh em, cứng 20 dài 3m. Bát của cần vẫn là bát Fuji, phen cần là phen Fuji, lỗ dẫn của nó sẽ là lặn dẫn xít nhé đó. Cần tổng thể ngoại hình cũng còn tương đối ok, sạch đẹp nhé. Đây đọc nó đây nè, đọc vẫn là đọc lỗ xít nha nè. Cái này độ cứng nó ra tầm khoảng cũng 5h 6h gì đó. Nói chung thì mình cũng không bắt chiên cần tay nên cũng đón cũng khó. Đây đọt nó cũng dạng tương đối đẹp nha nè, bóng lưỡng nha, đẹp. Ngon lành. Rất là bóng nha nè, bóng đẹp. Cái này ga cần quẩn rất là thẳng nha nè,
rất là thẳng luôn. Đó. Thì cây này dài 3 mét, nặng là 200 gram, đọt nó của nó sẽ là 2 ly 2 nha anh em, đọt 2 ly 2. Rồi rất là đẹp. Rồi giá công khai cây số 10 vẫn vậy nha anh em, giá 500 nhé, 500 cây số 10. Tiếp theo 11, 11 gửi cho anh em là một cây cần dây trong, dây trong mà cây này là một cây dây trong hai khúc nha nè. Đây, một cây dây trong hai khúc. Cây này về cho anh em nào thích dựng lại cần nè, khôi này rất là chắc đây. Anh em dựng lại hoặc anh em có thể để dây câu luôn cũng được. Thì đây một cây dây trong hai khúc, dài 2m7, hai đọt, một đọt cứng là 50-80, một đọt cứng là 80-120 nha anh em. Đây. Đó. Rồi, rất là gì? Bát của càng sẽ là bát Fuji nha nè. Thôi còn rất là đẹp. Đó. 80-27. Đó. Anh em là thích dựng lại dựng, không thích thì để câu ok. Mấy cái này thì vôi chắc khừ luôn nha nè. Carbon hết nha, cái này carbon. Thì cái này dài 2m7. Nặng là 330 gram, đọt 2 ly 5, độ cứng nó sẽ là 50-80, đọt 3 ly 2, độ cứng sẽ là 80-120 nha anh em. Đó. Đây, phôi carbon nhé. Đây. Mấy này phôi carbon thì rất là dày nha anh em. Gõ nhau kịp beng beng. Rồi, giá công khai cây số cây số 11 giá 600 nha anh em, 600k cộng tiếp cây 11 nhé. Rồi tiếp theo qua đây, qua đây là cây số 12. Cái 12 thì gửi cho anh em một cây cần của hãng Daiwa nha anh em, một cây Daiwa, một cây cần súp nha anh em, một cây Daiwa súp Rowin nha. Cái này là 4m55 nha anh em, 4m55, phôi là phôi carbon, tem nội địa, bát là bát Daiwa, bát Fuji. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji. Đó. Thì cái này nguyên zin luôn, nguyên zin. Đọt ra đây. Đó. Cái này mình thử rồi, độ cứng nó rơi tầm khoảng 27 nha anh em, 27. Nếu cái nếu Shimano thì nó rơi tầm khoảng CX nhá. Đây, lõm trong đẹp nha anh em. Đây. Ông chồng mấy ông chồng này từng đã đẹp. Lóng này thì có xây sát nè. Đó. Chung thì đây, lóng này cũng xây sát. Đó. Chung thì mình cũng không có chuyên về cần lục này cho lắm nên thôi cũng dạng bản thanh lý luôn. Đó. Anh em nào có thích ưng thì chốt kịp, chốt nha nè. Trong này cây này tổng thể của mình ok, nó chỉ có một phen này nó bị nứt nè, thấy không, đó rõ ràng. Đó, mấy con lại ok hết. Thì cây này dài là 4m55, nặng là 465 gram, đọt 2 ly 5. Giá công khai cây số 12 giá là 700 nha nè, 700k cộng ship cái 12. Tiếp theo cái 13 gửi cho nên là cây ISO, ISO phen lớn nhá. Thì đây một cây ISO phen lớn cần của hãng Suzumi. Đây. Cần thì đẹp nha anh em, đẹp bóng lửng chắc hơn luôn. Bát của nó sẽ là bát Fuji. Đọt của nó sẽ là đọt số 3 và dài 5m3. Phen cần sẽ là bát phen Fuji hết nha anh em, phen Fuji hết. Nói chung là cây này đẹp. Đó. Đây. Coi đây. Chung là cái này đẹp nha nè, để quay xịt xuống. Đây, bóng đẹp hết. Nói chung này không có gì đứt chế. Đây. Cả đều bóng đẹp nha nè. Này ok nhá. Tất cả ok hết, hình như là có một phen này nó bị nứt nhẹ. Đâu ta? Đây. Phen này,
chỉ có một phen này bị nứt nhẹ thôi nha anh em. Nói chung là do tăng giảm nhịp độ á, chênh lệch nhịp độ nên nó bị lỗi gì thôi, tất cả là ok hết. Thì cây này nó dài sẽ là 5m3, nặng là 367g, độc 1.6L, giá công khai cây số 13, giá là 600 thôi nha anh em, 600k cộng ship cây 13, một cây ISO phen lớn, độc lớn luôn. Rồi tiếp theo cây 14, cây 14 lên cho anh em là một cây cần của hãng một cái Ikeda, hàng nội địa nha anh em, Bass Pussy. Thì cái này chắc của Sakura rồi. Đó, thấy cái này giống Sakura rồi. Đó, phèn của nó đây, sữa là sữa trắng nè. Đó, sữa này là sữa trắng, phèn gòn nha anh em. Có đầu chụp luôn nha, có đầu chụp luôn. Ngon lành cành đào nha anh em. Thì cái Ikeda này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Đó. Đọt đây, đọt nó đây anh em. Đây, đọt là đọt đặc nha, đọt đặc. Cái này về cho anh em câu hành con cháp nè, câu cảm giác nè. Thì mình đo chuẩn là 1m8 đủ luôn nha anh em, đo chuẩn 1m8 đủ luôn. Đó, rất là ngon lành. Đọt của nó là 0.8 nha anh em, đọt 0.8 và 1m8, hàng nội địa nhé, cái này nội địa Sakura. Rồi giá công khai cây 14, giá 300 thôi nha anh em, 300k cộng ship cây 14. Đó. Rồi tiếp theo qua đây, qua bên đây là mình bán phen dưới phôi thôi nha anh em. Tiếp theo là cây 15, cây 15 mình bán phen nha anh em, bán phen dưới phôi. Bát cần sẽ là bát Fuji nè, phen cần sẽ là phen gon nha anh em, phen này phen gon mà phen Ikeda. Đây, phen này thì rất là hiếm. Đó, cho anh em về dựng lại nhé. Đây, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, đây là năm cái, đây là mắt phen nè, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái, 10 cái, 11 cái, 12 cái nha, 12 cái phen nha anh em, 12 cái phen mà này là phen gon nha, chứ không phải là dạng có sứ ở trong nha, chứ không phải là phen Ikeda thường thôi nha anh em, không phải phen Ikeda thường nha anh em. Đây, phen gon có sứ ở trong đòn cỏ gàng đó, cho anh em nào về dựng lại Ikeda nhé, hoặc anh em dựng hay chi cây này thì bán cho anh em thợ nhé. Nói chung thì cây này gấp lại cũng ok nè, chúng gáp để vẫn câu được bình thường đó, nhưng mà nó bị mắc cái phen cho đó rồi, mình không có phen thay thôi, mình bán lại cho anh em là anh em về lấy phen và anh em thay về nên anh em để vô nha. Đó, bán cần thì nó gõ cho anh em vậy. Rồi giá công khai cây này là cây số 15, giá mình bán 250 anh em, 250 cho bộ phen này và thôi. Tiếp theo cây số 16, cái 16 sẽ mình cũng bán phen với phôi luôn nha anh em. Đó, cái 16 thì mình sẽ bán dạng bản phen với phôi với bát luôn. Đó, đây phen Fuji nha nè, phen Fuji 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Đó, có bô luôn nha nè, có bô là 16. Đây, cần đây nó ngon lành nha anh em, cần này một cây cần đặc không lỗi lầm gì hết. Bát Fuji, bát hậu quẩn thế này đây, cũng chả biết mình ghét cái là cái đầu cắm của nó thì nó chế lại như thế này, nó cắm vô có chút xíu như thế này đó, mình không ưng. Rồi mình bán giá phôi thôi, quẩn cứng bình thường nha, quẩn câu bình thường, nhưng mà dạng cái này nó dẻo lắm, câu không được đâu. Đó, cho anh em nào thích dựng lại hoặc độ chế lại, đây một lựa chọn lý tưởng nhé. Đó, đây thấy không, nguyên dàn phen Fuji nó dài thòn luôn. Đó, rồi giá công khai cây này một cây số 16, giá 200 nha anh em, 200k cộng ship cây 16. Tiếp theo 17 gửi cho em là một cây cần của hãng Olympic, cây này cũng bán phôi luôn, bán phôi, bán phen phôi carbon nha anh em, phôi carbon cán mái chèo, phen Fuji, bát Fuji, carbon sắn. Đó, thì cái này dài 2m1, bồi rất là đẹp. Đây, đọt tháp. Đó, đây, đọt tháp.
đây nó bị gãy đọt tí, rồi gãy đọt tí thì làm gì anh em, bán phôi giúp em thôi đó, cho anh em nào về làm lại. Và anh em có cái đọt nè, anh em lắp vào câu bình thường đó, đẹp nhé, phôi sẵn rất là đẹp. Để mình kẹp cái đọt này đo cho anh em xem, lỡ anh em có đọt anh em về anh em lắp vô anh em câu được rồi sao. Đọt của nó là 1.7 nha anh em, đọt 1.7 nha. Rồi cây số 17 này mình bán giá thanh lý 150 nha anh em, 150k cây số 11, cây số 17 nha, 150k. Tiếp theo cây số 18, 18 thì dạng bán phôi luôn, bán phôi bán thanh lý. Một cây carbon nè, cán là cán bằng nè, phen xít nè, phen xít 3 chân nha, xịn nha anh em. Phen xít 2 chân nhé, hàng xịn nhé. Bát Fuji phen xít 2 chân. Bullshit có là 1 2 3 4 5, 5 cái nha anh em, 5 cái phen kể cả bu nhé. Thì cái này đáng lẽ của nó sẽ là 3 khúc nhưng mà mình về được có 2 khúc này thôi, còn khúc giữa thì nó đi đâu mất rồi mình không biết. Rồi bán thanh lý. Bát cần sẽ là bát Fuji luôn nha anh em, bát cần sẽ là bát Fuji. Đây, tên của nó đây, Ryobi nhé. Cái này khá là xịn luôn, phen phôi rất là đẹp đó, cho anh em nào thích độ chế lại thì anh em có thể độ chế nhé. Được cái bộ phen này anh em về tháo ra anh em bán cũng thu hồi vốn lên. Rồi giá công khai cây số 18 giá 150 nha anh em, 150k tổng xếp cây số 18. Tiếp theo 19, cái 19 thì mình cũng bán phôi giúp phen luôn nha anh em. Thì anh em đã nhìn từ xa để thấy đây là một cây nguyên bộ phen của nó sẽ là phen xít nha anh em, phen xít. Cái này mình chưa vệ sinh hết nha, anh em về chịu khó vệ sinh giúp mình. Đây là cái phen xít nè, xít 2 chân nha, xít 2 chân. Thì anh em nhìn thì cái này cũng là dạng chuyên lô nha nè, xít 2 chân luôn nè, đó. Chung là cây này xịn, xít 2 chân, xít 2 chân phen lớn. Cái này nó chỉ gãy ngọn tí thôi. Nói chung thì lắp lại thế này vẫn còn rất là cứng, câu vẫn còn chất lượng nha. Đó. Nói chung thì anh em chỉ về thay cái bung lại thôi, thay cái bung lại. Cái bung của nó sẽ là 2.2 nha anh em. Đó. Rồi câu bình thường nhé. Và cái này nó xây sát nhiều quá nên mình cũng không có mặn mà gì lắm, nên bán vàng bán phen cho anh em về anh em tháo anh em dựng lại, hoặc anh em có thể có cá bu á anh em gắn vô anh em câu bình thường nha. Đó. Nguyên bộ phen xít này thì khá đắt tiền nha anh em. Đây. Rồi giá công khai cây số 19 giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship cái 19. Ok anh em, tiếp theo sẽ là cây số 20 nhé. Thì cây 20 thì mình cũng bán phôi bán phen luôn đó. Cây nào cây cần máy ngang nha anh em. Đây cây máy ngang đó, phôi là phôi carbon đó, đây phen là phen Fuji nha. Đây anh em, cái máy ngang này thì cái bát là bát Fuji mà cái bát nhức nách nha, bát rất là đẹp đó. Đây. Mà một cái, hai cái, ba cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8, 9, 10, 11 và đầu bu nó sẽ là 12 nha. Đầu bu nó là đầu bu xít nha anh em, bu xít. Đó. Tất cả còn lại là phen Fuji hết nha. Đó. Thôi căng đẹp. 2m35. Đó. Hàng Tika phôi carbon. Bát nhức nách nha anh em, cái bát rất là đẹp. Đó. Gặp vào thử xem ngon lành nha anh em. Đó. Nhưng mà cái này dẻo lắm, mình nói thiệt là mình không biết câu cá gì luôn. Đó thôi, bán thanh lý cho anh em về anh em có làm cái độ chế được thì ok đầu làm nhé. Rồi giá công khai cây số 20 giá 300 anh em, 300k cộng ship cái 20. Đó, giá quá ok nhé. Tiếp theo cây 21 thì cái này rất là xịn nha. Đây bát nhức nách không, đây bát thôi là nhức nách nha anh em, bát Fuji nha anh em. Đó, cái này anh em về tháo bát ra dựng lại mấy cây cần khác là ok. Cái gốc của anh pha tắc cổ nè, đó, dập chữ nổi luôn, rất là xịn nhé. Phôi carbon nha anh em, phôi carbon
và cây này fan sẽ là fan Pusisit nha em, fan Pusisit. Đây mình điểm fan cho anh em xem. Đây, thôi đây, rất là đẹp. À, một cái nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai cái, kể cả đầu bu luôn nha anh em. Bu của nó sẽ là bu chống sắn nhá. Và tất cả các fan còn lại đều là fan xít hết nha anh em. Đó. Đây, phôi là phôi rất là đẹp. Đây, phôi rất là đẹp. Nói chung thì cây này mình bán thanh lý tiếp. À, bán fan, bán phôi cho anh em về độ chế, thích độ chế thì ok làm. Đó. Nói chung là phôi này ok nha anh em, phôi là không dập không bể gì hết nha. Nói chung là mình nhức nách nhất là cái gốc bát, cái bát này nè, rất là đẹp. Đây, xe sát thế này thì vẫn có nha. Đó. Nói chung là dạng bát thanh lý, nhưng mà cái này thì mình cắm vào mình thấy nó không vô nè. Cắm mạnh tay thì chắc vô nhưng mà khó rút thôi, dạng bát thanh lý mà. Rồi, giá công khai cây số 21, giá là 380 nè, 380k cộng ship cây 21. Tiếp theo cây 22 lên cho anh em một cây fly nha anh em, fly bát đây đó, ven đây đó, cây fly, cái là cây fly của Satterfield. Cái này dài 21 nha anh em, dài 21, nặng là 800, nặng là 89g, đọt 1.7 nha anh em, nặng 89g, đọt 1.7 đây. Đẹp nhé. Ngon lành, không lỗi làm gì hết. Mấy cái này về anh em thích làm độ lợi bát câu tôm thì rất là ngon nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 22, giá 350 nhé, 350k cộng ship cái 22. 21 22 23. 23 sẽ lên cho mọi người vẫn là một cây cần fly. Cây này phôi carbon nha em, phôi carbon đỏ nè. Đây, rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Tên của nó đây nè. Thì cây này dài là 2m25 nha em, dài 2m25. Phen keo thì còn rất là đẹp luôn. Đó. Chung thì cái loại thể loại này thì mình chưa trải nghiệm qua nên không đánh nên không biết luôn. À, chị nhà chọn ra thì có mấy cái này họ bán cho anh em, anh em nào biết thì anh em chốt nha anh em. Đó. Sẵn đẹp nhé. Rồi, cây số 23, dài 2m25, nặng là 88g, đọt của nó sẽ là 1.6 nha em, đọt 1.6. Rồi, giá công sai cây số 23, giá là 350 luôn nha anh em, 350 23, 350 cộng ship mã 23. Tiếp theo 24, mã cuối cùng 24 là cho mọi người vẫn là một cây fly nè. Đó, cây này cũng của Satterfield nè. Đó, cây này 2m1, Lino 45 gì mình cũng không biết. Đó, thế nào không biết thì bảo không biết cho anh em dễ xử. Đây, cái này thì phôi thì thấy đẹp đó, phôi thì dịu, nói chung là càng đẹp không lỗi lầm gì hết. Cái này 2m1, nặng là 84g, đọt 1.9. Đó, rồi giá công khai cây số 24, giá 300 thôi nha, 300k cộng ship mã 24 nè. Phôi nó rất là dẻo. Đó, cái này thì theo mình thì nếu là mình có thời gian thì mình sẽ lấy về dựng lại cho anh em câu tôm, câu cảm giác, câu cá hành, cá cháp thì rất là ngon. Đó. Rồi, đó tổng cộng 24 mã cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop hỏi shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.